Xin hân hoan và chào đón nhà mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào clip ngày 20 tháng 9. Rất vui để được đồng hành và chia sẻ những sản phẩm vừa sưu tầm được đến cả nhà của mình. Đến với ngày 20 tháng 9 hôm nay thì bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em cũng về được một số sản phẩm để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được video nhớ giúp em cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh cả nhà mình nha. Cả nhà mình có đăng ký kênh thì mai mốt em lên những sản phẩm tiếp theo thì cả nhà mình mới xem được nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ em trong thời gian qua. Sau đây sẽ là chi tiết từng nội dung của ngày hôm nay. Đầu tiên, mẫu mã số 1 là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình em còn được một cái cây bút đồng nha. Một cái cây bút rất là đẹp. Một cái cây bút đồng rất là đáng để sưu tầm ha. Cây bút này thể hiện cho sự thành công nha. Bút gồng nhất long nhã ngọc. Đây được xem là một trong những tác phẩm rất là đẹp của ngày hôm nay. Đó là hình ảnh một con gồng nhã một quy ngọc nha, nhất long nhã ngọc. Hôm trước là có một cây to giao lưu rồi, hôm nay em còn là một cây nhỏ giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Cây này có đường kính là cỡ khoảng là 29 cm và chiều cao là cỡ khoảng là 12 nha. Chất liệu thì được làm bằng đồng, rất là sáng bóng, rất đẹp. Máy này là gời ra nha cả nhà mình nha. Nhất long nhã ngọc ha. Và tác phẩm này là ở mã số 1 đầu tiên có giá giao lưu với cả nhà mình 1.300.000 cho cái cây bút nhất long nhã ngọc đầu tiên ha. Mã số 1. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 hôm nay còn là một cặp mèo đồng. Đây là hai con mèo linh vật của năm 2023 nha. Có tổng trọng lượng là khoảng 1 ký 1 ký mốt. Chiều dài là có khoảng là 12 cm, chiều cao là 8 cm. Và cặp mèo đồng này có giá giao lưu với cả nhà mình hai con mèo nha. Nhất long hai con mèo vẫy tay ha. Hai dáng tư thế khác nhau. Cặp này có giá giao lưu với cả nhà 1.200.000 cho cặp mèo đồng này nha. Đây là mã số 2. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 hôm nay là còn được một cặp hổ như ý rất là đẹp. Có tổng trọng lượng là khoảng 1 ký 8 ha. Và chiều dài của cặp hổ này có khoảng là 24 cm, chiều cao là 8 cm. Và cặp hổ này có giá giao lưu với cả nhà 1.200.000 cặp hổ đồng này nha. Nguyên một cặp hổ đồng ha. Ở đáy này có chuyện luôn nha. Cặp hổ như ý màu lên màu thời gian rất là đẹp. Tiếp theo mã số 4 của ngày hôm nay là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình còn được một cái bàn ủi full đồng nha. Đây là một cái bàn ủi rất là đáng để sưu tầm ha. Cái bàn ủi full đồng năm 1908. Tất cả chất liệu đều bằng đồng, tổng trọng lượng là 7 ký 9. Chiều cao là cỡ khoảng là 24 cm. Bề ngang là 26 nha. Chất liệu full đồng luôn ha. Ở đây là full đồng luôn nha cả nhà nha. Trên đây là trong này là nó có 1908 luôn nha. 1908 ha. Trên đây là có 1908 luôn nè. Rất là đẹp. Trọn bộ là đầy đủ dĩ than cả nhà ha. Full đồng luôn nha. Thường đa số là những cái mà nó có luôn cái cán bằng đồng thì mình ít có thấy ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 3.900.000 cho cái bàn ủi full đồng này nha. Đây là mã số 4. Rồi mã số 5. Mã số 5 ngày hôm nay là còn được một cái ấm chim phụng hoàng. Rất là đẹp, hình ảnh là con chim phụng hoàng nha. Trên đây là hình ảnh chim phụng hoàng rất là đẹp ha. Một mặt sau này là đôi chim nguyên ương, chất liệu bằng đồng xưa nha cả nhà mình nha. Và có chiều cao tổng thể là khoảng 20 cm, bề ngang là 16 cm, chất liệu bằng đồng ha. Bao cả nhà mình chuẩn đồng luôn nha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 750.000 cho cái ấm đồng xưa này ha. Đây là mã số 5. Rồi mã số 6 hôm nay. Mã số 6 hôm nay là còn được một tượng đồng châu Âu nha. Tượng đồng cô gái Ý, chất liệu bằng đồng, rất là đẹp. Đang mặc áo đồng dạ hội, chiều cao là cỡ khoảng 31 cm, bề ngang là 12 cm, chất liệu bằng đồng ha. Tổng trọng lượng là 3 ký 2 cho một tác phẩm này nha. Rất là đáng để sưu tầm ha. Tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 cho cô gái Ý ha. Và đây là mã số 6. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 của ngày hôm nay là một tác phẩm là chú bé thổi kèn nha. Đây là một tác phẩm rất đẹp, hình ảnh chú bé đang thổi một cái kèn tây, rất là đáng để sưu tầm nha, rất là cao to. Tượng đồng châu Âu, chú bé thổi kèn, có tổng trọng lượng là 5 ký rưỡi, chiều cao là 38 cm, bề ngang là cỡ khoảng là 18 cm nha. Chất liệu bằng đồng, chú bé thổi kèn nha, tượng đồng châu Âu. Em quay gần cho cả nhà mình cùng xem ha. Tượng rất là đẹp nha, sắc nét từng chi tiết ha. Cầm một cái kèn rất là to, rất là nặng. Cái bệ dưới bằng đá ha. Có giá giao lưu với cả nhà mình nè,
là 2.600.000 cho chú bé thổi kèn nữa nha. Chú bé thổi kèn 2.600.000. Đây là mã số 7. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 là hôm nay còn là một cụ cốc 3 chân. Cốc 3 chân cốc hột ha. Rất là đẹp nha. Có tổng trọng lượng là khoảng 4 kg. Và chiều dài của cụ cốc hột này á là 328 cm. Chiều cao là có khoảng là 16 cm. Chất liệu vận động nha. Rất là đẹp ha. Ở đây là có mộc luôn ha. Bên đây là cái đuôi này, hai bên là hai thỏi vàng. Và có tổng trọng lượng là 4 cân. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 cho cụ cốc này ha. Đây là mã số 8. Và mã số 9 của ngày hôm nay là có một cái sông trầm cổ để giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Đây là ảnh một cái con rùa ở trên nắp, chất liệu bằng đồng cổ luôn nha. Đây có nắp đậy lại ha. Ở đây là có 4 cái chân tạo thành cái sông trầm rùa. Chiều dài là có khoảng là 15 rưỡi. Rồi chiều cao là 14 cm. Chất liệu thì bằng đồng ha, đồng xưa nha. Và cái sông trầm rùa này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.500.000 nha. Sông trầm rùa này ha. Và mã số 10 hôm nay còn là một cái ống bút đồng. Cái ống bút sen cá rất là đẹp, hình ảnh những chú cá và những cánh cành sen nha. Và chiều dài có tổng thể là 10 cm, bề ngang là 7.5, tổng trọng lượng là 800 g. Cái này có giá giao lưu với cả nhà mình là 850.000 nha cho cái ống bút này ha. Đây là mã số 9. Ủa đây là mã số 10 chứ. Mã số 11 là một tượng nữ thần tự do. Đây là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của nước Mỹ ha. Nguyên một nữ thần tự do cầm cái cây cầm cây ngọn đuốc nha. Chiều cao là 37 cm, bề ngang là 8 ha. Chất liệu đồng nha. Tượng nữ thần tự do rất là đẹp, chuẩn đồng luôn nha cả nhà ha. Tượng đồng châu Âu nha. Nữ thần tự do có giá giao lưu với cả nhà là 1.800.000 cho tượng nữ thần tự do này nha. Đây là mã số 11 của ngày hôm nay. Tiếp theo mã số 12. Hôm nay là còn được một cặp hồ lô bắc tiên, chất liệu bằng đồng ha. Bao gồm hai cái, tổng trọng lượng là 1.1 kg. Rồi chiều cao là 17 cm. Và trên đây có bát tiên như đây nha, 80 tiên ha. Ở đáy có chuyện luôn, bao gồm hai cái này rất là đẹp. Hai cái này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.200.000 cho cặp hồ lô bát tiên ha. Cặp hồ lô bát tiên. Rồi tiếp theo mã số 13 hôm nay đó là một buồng cao 5 quả, chất liệu bằng đồng nguyên khối luôn nha cả nhà mình nha. Cái này là 2, 4, 6 quả, chất liệu đồng nguyên khối rất là độc lạ, rất là đáng để sưu tầm ha. Có tổng trọng lượng của buồng cao này rơi vào khoảng 1.2 kg. Và chiều dài là có khoảng là 22 cm. Và buồng cao này có giá giao lưu với cả nhà mình là 950.000 nha cho buồng cao này ha. Mã số 13. Rồi mã số 14 của ngày hôm nay đó là một cái bếp lò. Cái bếp lò rất là đẹp. Đây là nguyên một cái bộm nè, rất là đáng để sưu tầm, rất là dày dặn. Ở trong còn cái dĩa mình để than nha. Đây là cái bộm này ha. Tổng trọng lượng của cái bếp lò này rơi vào khoảng 1.8 kg. Và chiều cao là 14 cm, đường kính miệng là 12. Cái bếp lò này có giá giao lưu cả nhà 1.800.000 nha cho cái bếp lò chất liệu đồng ha. 1.800.000 nha cho cái bếp lò. Ở mã số 15 hôm nay là còn được một cặp trâu đồng cổ để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Bao gồm có hai con, hai dáng khác nhau. Và một cặp này rất là đáng để sưu tầm nha. Lâu lâu mới có một tượng đồng cổ về để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Và con to là có chiều dài là 15, rồi chiều cao là 13, con nhỏ là 13 và chiều cao là 10 cm. Thì cái con lớn này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.500.000 nha, 1.500.000 ha. Và con nhỏ này á là 1.200.000, chất liệu bằng đồng xưa nha, bao cả nhà chuẩn xưa luôn ha, rất là đáng để sưu tầm nha. Con lớn là 1.500.000 ha, con nhỏ 1.200.000. Cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm con nào thì báo em nha. Đây là mã số 15. Rồi 16 là một cặp voi đồng. Một cặp voi chất liệu đồng, bao gồm có hai con, tổng trọng lượng là 2 kg. Và chiều dài tổng thể là cỡ khoảng là 14 cm, chiều cao là 8 cm nha. Chất liệu đồng vô như ý. Đây là một con ha, ở đáy này. Rồi đây là con thứ hai nha. Một con, hai con, hai tư thế dáng khác nhau. Cặp này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.200.000 cho cặp voi đồng này nha. Đây là mã số 16. Rồi mã số 17 thì hôm nay em cũng có thanh lý một cái bình đồng cổ để giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Bình đồng xưa. Có hơi mốp chỗ này chút xíu thôi nghe cả nhà mình nha. Nhưng mà tình trạng còn rất là lành, rất là đẹp ha. Dáng ở dưới đáy này có chuyện luôn đây.
lâu lâu mới có được cái bình này để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Được, chiều cao là 22, đường kính miệng là 7,5, và có giá giao lưu, giá thanh lý với cả nhà mình là 700.000 cho cái bình này nha. Rất là to dáng bầu ha, chỉ có hơi móp chút xíu chỗ này thì không ảnh hưởng nha cả nhà ha. Mình có thể chưng bông chưng hoa mình quay ra như vậy cũng ok hết ha. Chất liệu đồng xưa nha, 700.000 ha. Rồi số 18 hôm nay là em còn được 4 món này để giới thiệu cùng cả nhà mình đây. 4 món thứ nhất là hai cái thỏi ngân lượng rất là to. Đây, thỏi ngân lượng nha. Ở đáy có chuyện luôn ha. Và kèm theo hai cây đậu. Hai cây đậu cũng rất là đáng để siêu tầm nha. Một cặp. Nói chung là 4 món như thế này. 4 món là hai cái đậu thuốc. Chất liệu bằng đồng mạ bạc. Một cái là hình ảnh con rồng nè, có mộc luôn ha. Đây cũng là một cái tẩu ha. Rồi hai cái thỏi ngân lượng cũng tương đối là to. Tổng trọng lượng của nó là cỡ khoảng là 700g á. Và 4 món như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.200.000 cho 4 món này nha. 1.200.000 cho 4 món này ha. Rồi đây là mã số 18. Rồi mã số 19. 19 hôm nay là em còn được một cái bộ muỗng rất là đặc biệt. Bộ muỗng là bộ muỗng bát tiên. Trên này là có 8 vị tiên này cả nhà mình ha. Đây là một bộ muỗng chất liệu đồng xưa rất là đáng để sưu tầm nha. Đây là cái muỗng ha. Và chiều dài của cái muỗng này á, nó rơi vào khoảng 9.3 cm. Trên đây là có 8 vị tiên rất là sắc nét nha. Từng vị tiên này cả nhà mình cùng xem ha. Nét từng chi tiết nha. Đây, 8 cái muỗng, 8 vị tiên. Có giá giao lưu cả nhà mình 600.000 cho bộ này nha. Bộ muỗng bát tiên, mã số 19. Và 20 của ngày hôm nay là một cái bàn ủi con gà. 20 là một cái bàn ủi con gà năm 1882. Rất là đẹp. Cái bàn ủi con gà năm 1882 ha. Đây là cái bàn ủi chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng là khoảng 7kg. Và 1882 thì bên đây là có hình ảnh nó con gà nổi nha. Trên đây là cũng có con gà nữa. Tất cả đều bằng đồng hết nha cả nhà mình nha. Trên đây là có 1882 luôn nha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình cái bàn ủi này là 3 triệu đồng ha. 3 triệu đồng cho bàn ủi 1882, nặng khoảng 7kg nha. Đây là mã số 20. Tiếp theo mã số 21. 21 hôm nay là còn được một tượng thiên thủ thiên nhãn chất liệu vân đồng nha. Đây là một trong những tượng rất là đẹp. Chất liệu vân đồng bao cả nhà mình chuẩn đồng luôn nha. Và tổng trọng lượng là khoảng 2kg cho tượng thiên thủ thiên nhãn này ha. Và chiều cao là 40. Bề ngang là 23, chất liệu vân đồng. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.5 triệu cho tượng thiên thủ thiên nhãn này ha. Đây là mã số 21 của ngày hôm nay nha. Rồi tiếp theo mã số 22. 22 là một tượng Phật Quan Âm, phía sau là hậu rắn ha. Có tổng trọng lượng là 2.5 kg. Rồi chiều cao là có khoảng là 27 cm. Chất liệu đồng mạ vàng, bề ngang là khoảng 15. Nguyên một tượng Quan Âm hậu phải gắn phía sau nha. Đây là một tượng rất là đẹp ha. Chất liệu đồng mạ vàng, sắc nét từng chi tiết nha. Ở trên này là có hình ảnh Phật tổ nữa nè. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.5 triệu cho tượng này ha. Rất là đẹp nha cả nhà mình nha. Đây là mã số 22. Tiếp theo mã số 23. 23 hôm nay là còn được một cái hũ chiêu tài phúc lộc ha. Một cái hũ tiền rất là to nha. Và cái hũ này á có tổng trọng lượng là khoảng 2.7 kg ha. Chiều cao là 29 cm. Rồi bề ngang là 20 cm. Chất liệu bằng đồng nha. Hũ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.200.000 ha. Còn một cái hũ rất là to. Hũ tài lộc ha. Đây là mã số 23. Rồi 24. 24 hôm nay là còn được một tượng Phật chất liệu tượng Phật Di Lặc chất liệu bằng đồng để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình ha. Có tổng trọng lượng là 3.5 kg. Bề ngang là 33. Rồi chiều cao là 18. Tượng Phật chất liệu bằng đồng nha. Đồng xưa ha. Ở đáy này có chuyện luôn. Có giá giao lưu cả nhà 2.800.000 nha cho tượng Phật Di Lặc. Ở mã số 23. Rồi tiếp theo mã số 24. 24 hôm nay là còn được một tượng gọi là tượng của ngài Thánh Tăng Simali nha. Ngài được xem là đệ nhất tài lộc ha. Tổng trọng lượng của ngài Thánh Tăng Simali này rơi vào khoảng là 10 kg 4. Chất liệu thì bằng đồng và chiều cao của tượng rơi vào khoảng là 41 cm. Bề ngang là cỡ khoảng là 26 nha. Chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 10.4 kg và có giá giao lưu với cả nhà mình là 4.200.000 cho tượng của ngài Thánh Tăng Simali.
ở mã số 24. Rồi tiếp theo mã số 25. 25 hôm nay là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình còn được một cặp chân đèn ha. Chân đèn cong. Đây là mã số 25 nha. Chân đèn cong rất là đẹp, có tổng trọng lượng là 3 kg rưỡi. Rồi chiều cao là 32. Chiều cao là 32 cm nha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình cặp chân nến cong này, có giá giao lưu cả nhà mình là 2 triệu đồng ha. 2 triệu đồng cho cặp chân nến cong này nha, rất là đẹp. Ở mã số 225. Rồi 26. 26 hôm nay là còn được một cặp bình tứ quý. Rất là đẹp, rất là to. Đây là mã số 26 nha cả nhà mình ha. 26 là cặp bình đồng tứ quý nha, chiều cao là 50 cm ha. Chiều cao là 50 nha. Và cân nặng là 11 cân 2, coi như là 11 cân ha. Cặp bình tứ quý này có giá giao lưu với cả nhà mình là 7 triệu rưỡi nha. Đây nó có chạm 4 mặt rất đẹp. Mặt một mặt là chạm hình ảnh hoa hồng ha. Rồi một mặt bên đây là chạm hoa mai nè. Nói chung là một mặt là một loại hoa, rất là đẹp, chiều cao là 50 cm. Và cặp bình này thì rất là đáng để sưu tầm ha. 50 cm và cân nặng là 11 cân 11 cân 2 nha cả nhà nha. Và có giá giao lưu với cả nhà 7 triệu rưỡi nha. Và cuối cùng ở mã số 27. 27 của ngày hôm nay là còn được một tượng Phật Ban Phước chất liệu bằng đồng. Đây là tượng Phật Ban Phước chất liệu bằng đồng, có tổng trọng lượng là 10 kg rưỡi. Đây là một tượng Phật Ban Phước chất liệu bằng đồng và chiều cao là cỡ khoảng là 59-60 cm. Bao cả nhà mình chuẩn đồng luôn nha, tượng Phật Ban Phước ha. Và tượng Phật Ban Phước này là mã số cuối cùng của ngày hôm nay là mã số 27, có giá giao lưu với cả nhà mình là 5 triệu rưỡi nha. Cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ trực tiếp em số điện thoại bên trên màn hình của mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào chiều nay với những sản phẩm độc và lạ hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.